Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và lâu lắm rồi em mới lên một chiếc xe đua cao cấp của dòng Gian TCR. Thì hôm nay em mới về được một chiếc Gian TCR 6003 cao cấp của dòng Gian, model mới nhất 6003 của bên em mới về, màu cam trắng. Xe em đánh giá tổng thể trên 95%, còn rất là mới. Đồ đạc cấu hình đồ Tiara. Vâng, bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết chiếc xe. Vâng, xe có tông màu rất là nổi bật các bác nhé. Màu trắng cam. Tông màu trắng, nhưng mà điểm nhấn cái màu cam đen trên khung xe đây có thể thấy rõ đấy. Đây là mẫu Gian cao cấp của dòng đua thương hiệu Gian TCR 6003, model cao cấp mới nhất của dòng Gian TCR đây, 6003. Xe được làm từ hợp kim nhôm alu XXSL. Thì các bác biết thì những cái dòng Gian mà em đã có giới thiệu thì nó là dòng alu X, đừng là dòng nhôm siêu nhẹ. Thì đây là một mẫu nhôm cao cấp chỉ dành cho những cái dòng xe đắt tiền thương hiệu Gian, đó là dòng alu XXSL, tức là nhẹ, siêu nhẹ, siêu nhẹ của dòng nhôm đặc quyền của dòng Gian bác nhé. Tổng thể xe thì em đi trước cho bác xem đây. Em đánh giá xe là trên 95%, còn rất là mới bác nhé. Model TCR 6003. Đây là một mẫu dòng Gian mà đua bên em mới về. Mà rất nhiều các bác hỏi cái dòng đua cao cấp thì hôm nay em về một chiếc đây. Xe còn rất là đẹp. Đây là những cái vết bẩn đến khung xe đây. Em lau đi là hết. Lớp sơn còn rất là đẹp, tổng thể trên 95%. Bên dưới thì nó có cái gạt chắn xích của chính hãng Gian, nguyên bản về theo xe. Xe có size S, các bác thì có thích hợp các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Nhôm siêu nhẹ bác nhá. Nhôm AluXXSL, dòng nhôm cao cấp của chính hãng Gian. Và vẫn là được chạy rơm sườn với dòng xe cao cấp. Rơm sườn của xe đây, được luồn vào trên khung xe. Và điều đặc biệt của dòng xe này là cái cọc yên của nó, cọc yên dẹp của dòng Gian. Thì đằng sau đây là có cái đèn của nó nhá. Đèn đây, ấn em ấn nhưng mà chắc là hết pin. Nguyên bản về theo xe. Đây là cái đèn nguyên bản theo xe đây, bác nhìn rõ, em tháo bác xem đây. Đèn của xe, đấy. Đấy, đây là một điều rất là đặc biệt trên xe, nhưng mà nó bị hết pin rồi. Em về nguyên bản cho xe, về có một chiếc đèn sau yên khá là độc lạ. Yên xe cũng là chính của hãng Gian, nguyên bản cho xe. Các bác thấy rõ đấy, còn rất là mới không nhá. Đây, cọc yên dẹp. Những dòng xe cao cấp thì bao giờ các cọc yên của nó cũng là cọc yên dẹp không nhá, của chính hãng Gian, nguyên bản cho xe. Cổ phốt ghi đông chính hãng của dòng Gian. Và như em giới thiệu dòng Gian Connect, tức là những cái dòng xe dòng Gian cao cấp thì đều những cái mang thương hiệu ghi đông cổ phốt là Connect này. Đằng sau nó ghi chữ Connect này. Các bác ở thêm xem những cái video mà em đã review qua. Và đằng trước em đây thì cũng là bộ ghi đông của dòng Gian Connect, dòng Gian cao cấp, ghi đông cổ phốt Gian Connect, chính hãng bản theo xe. Tay lắm này, tay lắm cũng là tay lắm nguyên bản theo xe, cũng của chính hãng dòng Gian đó nhé. Tay lắm hiệu đây, tay lắm hiệu của chính hãng Gian đó nhé. Đây là logo của Gian đây, đây là dòng chữ Gian, cũng là màu cam kết hợp với tông đen của ghi đông xe, rất là nổi bật, cũng còn rất là mới các nhé. Xe được trang bị với tay lắc Shimano tay lắc đồ Tiagra, rất là cao cấp. Và bên tay phải em cũng là bên tay lắc của bên đĩa, cũng là Shimano Tiagra, chính hãng nguyên bản theo xe.
nguyên một group Tiagra, đồ đạc còn rất là mới các nhá. Bộ group xe Shimano Tiagra còn rất là mới các bạn nhìn rõ này. Các bạn đánh giá. Xe rất ít là sử dụng. Em đoán tổng thể xe trên 95% thì các bạn biết là xe rất là ít đi. Càng xe càng nhôm. Rất là đẹp. Và xe được trang bị với cặp Mayer nguyên bản chính hãng của Gian, Mayer bạc đạn. Vâng, Mayer bạc đạn chính hãng của Gian. Vành hai lớp R1. Vành dòng vành cao cấp các nhá. Vành cao cấp chính hãng của Gian R1, các bạn có thể lên trên mạng tham khảo thêm về cặp vành Gian R1. Đấy. Xe về lốp còn vẫn còn nguyên của chính hãng Gian, lốp chọc. Kích thước lốp 700x25C. Lốp của nó là nhìn thấy rất là mới, lốp của chính hãng Gian. Tức là xe về còn nguyên bản, chưa thay thế phụ tùng gì cả. Người chủ cũ đi rất là ít. Cặp lốp cũng là chính hãng Gian, lốp chọc. Đằng sau sử dụng bộ phanh 3 mảnh cũng là của Shimano Tiagra, nguyên một group Tiagra chính hãng theo xe, còn rất là mới. Đùi đĩa Shimano Tiagra, đây có thể rõ cặp đĩa Shimano Tiagra, đùi đĩa của nó đây, các bạn nhìn xe rất là ít sử dụng đâu mà vẫn còn nguyên, rất là đẹp. Và sẽ được điều đặc biệt nữa là sẽ được người chủ cũ nâng cấp thêm với cặp Bedan cá Shimano chính hãng dòng cao cấp. Đấy, Bedan cá, Bedan cài dày chính hãng của Shimano. Đây, nguyên bản theo xe chính hãng của Shimano, Bedan cá rất là cao cấp các nhá. Đây là người chủ cũ nâng cấp thêm của dòng xe Gian CCR 6003 này. Củ đề Shimano Tiagra, nguyên MG Group Tiagra. Và đằng sau xe cũng là cặp Mayer bạc đạn chính hãng của Gian, sử dụng vành R1 nguyên bản theo xe. Và cặp lốp đằng sau cũng là cặp lốp chính hãng, lốp chọc của Gian, kích thước lốp 700x25C SR4, lốp chọc còn rất là mới. Xe được trang bị với 10 tầng líp còn rất là mới luôn nhá, rất sáng và bóng. Đấy, bác phải nhìn rõ líp xích líp đây, còn nguyên bản, còn rất là mới luôn. Vâng, và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe đây. Xe được trang bị với nguyên một group rất là khủng, Tiagra còn rất là mới luôn nhá. 10 tầng líp, líp và xích còn rất là mới. Mayer bạc đạn chính hãng của Gian, xuống lít chuyển động rất là mượt mà. Một lâu lắm rồi em mới về một chiếc xe dòng đua cao cấp của dòng Gian CCR 6003, xuống lít xuống đĩa, xe trang bị 2 tầng đĩa. Vâng, lên đĩa chuyển động rất là mượt mà quá nhá. Và hầu như xe lỗi chuyển động không hề mỗi chi tiết nhỏ nào cả. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Gian TCR cao cấp của dòng Gian, dòng xe đua 6003, model 6003 với cặp Mayer chính hãng của Gian, Mayer bạc đạn, sử dụng nguyên bộ group Shimano Tiagra. Xe em đánh giá là mới trên 95%, rất ít là sử dụng đó nhá. Xe có giá rất tốt bên em là 14.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Có bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây, kiên đồ cũ, lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh.
Mà để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm